5 điều tối kỵ người đến tuổi trung niên không nên làm để có cuộc sống an nhàn, hạnh phúc. Dù là đàn ông hay phụ nữ, 20, 30 hay 50 tuổi, bạn nhất định phải biết điều này. Bởi lẽ, nó không chỉ có ích cho tương lai mà còn giúp bạn tránh phạm phải những sai lầm tai hại trong đời. 1. Chìm đắm trong quá khứ. Thuở thiếu thời, chúng ta có thể đã rất vất vả, cơ cực để mưu sinh, để từng bước có được những thứ mình muốn. Đáp lại nỗ lực, sự cố gắng ấy là một tương lai tốt đẹp, một cuộc sống sung túc đủ đầy. Cuộc đời này không chỉ khiến chúng ta già đi, mà còn giúp chúng ta dần nhận ra chính mình. Ta hiểu rõ mình muốn gì, cần gì, có đang hạnh phúc hay không. Vậy nên, người đến tuổi trung niên, hãy thôi nghĩ về quá khứ, lạc quan, yêu đời mới là điều chúng ta nên hướng đến. 2. Tức giận. Tuổi đời càng ít, người ta càng dễ cáu gắt, hằn học. Khi còn thơ bé, ta có thể phát cáu chỉ vì mẹ cha trách oán, có thể rơi nước mắt vì bị hiểu lầm và thầm nguyền rủa đối phương không thương tiếc. Lớn hơn một chút, có gia đình, có con, ta lại tiếp tục quát tháo khi con phạm lỗi. Thế nhưng, khi con cái đã trưởng thành, khi chúng đã có suy nghĩ, chính kiến riêng, thì ta hãy dẹp ngay lối nghĩ áp đặt. Bạn chỉ nên đưa ra những lời khuyên bằng kinh nghiệm thực tiễn của mình. Nếu chúng không tiếp thu, thì đừng tức giận, kẻo căng thẳng cho hai thế hệ. 3. Phàn nàn oán trách. Mỗi người sinh ra trên cõi đời này đều có vận mệnh của riêng mình. Chúng ta đừng đứng núi này trông núi nọ, cũng đừng lấy phiền não ưu buồn của mình ra làm cớ để trách cứ số phận. Hãy nhớ, mỗi điều xảy đến với cuộc sống của chúng ta đều có nguyên do của nó. Thôi trách than oán thán sẽ giúp bạn gom góp được vận khí tốt đẹp vào nhà. Cuộc sống nhờ thế mà bình yên, thoải mái hơn rất nhiều. 4. Lãng phí thời gian. Thời gian là thứ một khi đã mất đi sẽ không lấy lại được. Cụ thể hơn, thời gian là vô hạn, nhưng thời gian của mỗi chúng ta là hữu hạn. Bước vào ngưỡng trung niên, chúng ta nên ngừng sống cho người khác và hãy tập trung thỏa mãn chính mình. Mua món mình thích, làm điều mình muốn ngay hôm nay đi. Đừng chờ đợi, đừng để dành cuộc đời của chính bạn thêm phút giây nào nữa. 5. Xen vào chuyện của người khác. Đã bước vào tuổi trung niên, chúng ta đừng quá chấp nhặt, cũng đừng để tâm đến những việc không liên quan đến mình. Ví như việc nuôi dạy con cháu, hãy cho chúng quyền được là chính mình, được tôn trọng và được đối xử công bằng. Đừng ỷ rằng mình là người lớn mà có quyền điều khiển cuộc đời của những đứa trẻ. Cũng đừng bắt người khác phải nghe lời mình khi chính mình không tôn trọng họ.